Bây giờ chúng ta mới nhìn lên đây nè. Đâu thấy mấy vậy cái máy này đâu có vấn đề gì để nói đúng không? Máy này đâu có vấn đề gì để nói phải không? Bây giờ ví dụ cái máy này sao? Máy này nó cong thế này. Nó cong trong không gian thế này nè. Bấm lên đây edit. Thì chúng ta mới thấy là cái biên dạng đó là đây thì có gì đâu. Thì tôi làm cái này nè, đó tôi dẹp này qua bên. Tôi làm một cái dự án mới đi. Tôi vẽ cho nó một cái bất kỳ nào, coi nha, tôi vẽ cái vuông. Vẽ bất kỳ. Label tool, vẽ sao cũng được. Rồi, nhưng trong trường hợp này nè, tôi có thể là không lấy đúng một cái mặt nào đó, tôi có thể xét quật len lên một cái mặt nào đó, đúng không? Nhưng giờ tôi nói giờ tôi vẽ bất kỳ đi, lấy quật len này thì thôi xét quật len luôn đi. Chỉ lên cái mặt này, fit a plane, chỉ lên mặt này. Đó, giờ nó hỏi anh nhìn hướng nào qua đó, nhìn hướng tây cũng được. Lát tôi làm kiểu khác. Và chúng ta lại tiếp tục vẽ cái chúng ta vẽ cái máy đó bằng con đường extrusion. Vẽ cái máy đó bất kỳ. Đó cái cách làm tương tự, nhưng mà tất nhiên nó còn một cái kỹ thuật nữa nhưng mà tôi quan nói gì đó đã. Rồi finish. Thì chúng ta mới nói là đây là chúng ta nhìn ra 3D thấy này, ok. Được không? Vậy cách làm là tương tự. Để cắt cái máy đó. Rồi, như vậy thì cái chỗ đó là coi như là ổn. Chúng ta nhìn ra đây. Cái máy này cắt được chưa? Máy này cắt được chưa? Cái máy là bữa hôm làm rồi. Cái máy này. Bây giờ mấy cái cung điện ngày xưa rồi hay là kiểu gì đó hay là mấy cái nhà để trang trí thì rõ ràng là cái máy này giống như cái bánh ú không có gì hết, rất đơn giản. Phải ta làm lại liền. Bấm lên nó, vẽ cho tôi cái tường hình tròn được không? Cái wall này dễ hình tròn thôi. Rồi xong rồi pick line đẩy nó ra vậy thì ra nó offset ra một cái đoạn overhang là bao nhiêu đúng không? Rồi tự động nó giao lên này thôi. Cái này thì chuyện nhỏ luôn, vẽ cái tường này nè. Nó là lát nó phải ta làm lại này thôi. Rồi tôi vẽ là basic wall này nó dễ hình tròn đấy nè. Gì nữa? Xong tôi vẽ cái roof footprint. Yes. Overhang ra nhiêu đấy, pick line đẩy này ra nè, đây nè, đây nè, rồi lên cái máy đi. Thấy không? Cái cách làm nó lại vậy đó, quá là đơn giản thôi, bỏ qua một bên. Bây giờ chúng ta mới nhìn đến cái máy này. Máy này làm sao? Cái máy này nè, thứ nhất là cái đoạn này là do extrude. Rồi chưa? Một chuyện. Rồi tôi để cho các đồng chí làm lại đó. Cái máy chỗ này nè là cái gì? Nó sự edit. Nó là một cái khối mask. Nó là một cái khối mask mà cái mask đó là do revolve mà có. Được không? Nó vẽ như dạng nó xong nó quay cái này ra đây nè. Đó, bây giờ như vậy. Thứ nhất là chúng ta sau đó là mới dùng cái công cụ làm group by file. Chỉ là cái khối đó nó thành cái máy cái này. Được chưa? Cái khối này làm sao? Y giống vậy thôi, quay luôn, sao đẩy luôn. Cái này quét theo một biên dạng và biến nó thành cái máy. Vẽ đường dẫn xong quét ra xong rồi nó thành cái mask, nó thành cái mask rồi thì lúc đó là group by face. Xong. Bây giờ làm liền tại chỗ bốn cái mask này cho tôi. Làm liền bốn cái máy này cho tôi. Rồi chúng ta sẽ làm này nhanh rồi, nhìn đây. Chúng ta nhìn cái máy này. Mọi người nghĩ cái máy này làm sao? Cái máy này không có đơn giản là cắt từ ngoài ra đâu. Nó không phải là cắt này là cũng không phải là do làm cái máy này trút vô đây đâu. Cắt này khó chịu lắm. Nó không thể nào mà có cái phần đua ra này hết. Chúng ta nhìn đây. Đó là một máy, còn cái máy này thì đơn giản phải không? Máy này cách làm là đơn giản đúng không? Rồi xong. Hai cái máy này thì thực ra hai máy này vẽ hai máy lớn máy nhỏ cộng lại thôi. Edit. Cộng hai máy là tự động nó giao ra đó thôi. Được không nào? Vậy thì chỉ có cái máy chỗ này là tôi cần phải nói một chút. Cái máy đó vậy nè, tôi làm một dự án mới. Ok. Có gì hết. Lên tầng 2. Tại cái máy thường hay đẩy lên tầng 2, tôi vẽ cho nó một cái group by footprint và tôi vẽ cho nó hai cái muốn vẽ hình gì, cái máy nó phức tạp cái nào cũng giống như cái máy nhà thờ Đức Bà nó ra rồi nó ra này. Bây giờ nó ra bốn cái hình đó, vậy thì dùng công cụ là slit thôi. Trim này nó mất slit ra vô đây bấm nè. Ví dụ nếu bấm nó đứt đoạn nào thì bên đó nó sẽ xuất hiện một cái dấu nữa. Vậy là cái này bị đứt này chứ mà cái dưới, vậy thì bấm lại đứt cái nữa nè. Đây, vậy là đứt cái này,
bấm là ngay chỗ này đứt cái nữa, có gì đâu. Chúng tôi nó không quyết định được cái đoạn nó đua ra là bao nhiêu, vậy thì bốn cái đoạn nhỏ giữa này là xong, tôi chọn đúng không, và bốn cái góc cạnh chỗ này nè bỏ bỏ đồ dốc hết, tôi giữ control tôi chọn cũng được đó. Bỏ luôn lần thì tôi lên cái máy chỗ này, thấy không, máy nó lại vậy. Đó là một kiểu làm. Bây giờ chúng ta coi cái máy kiểu khác, nhìn qua cái máy chỗ này, cái máy này thì vậy, nhìn cái máy này nó hơi chút xíu, nhìn mỗi cái nó có một cái kỹ thuật riêng. Ví dụ tôi bấm lên cái máy này edit footprint thì chúng ta nhìn thấy cái máy này nè, độ dốc hai bên này nó bỏ, trừ lại độ dốc của cái này thôi, nhưng mà độ dốc của cái này thì nó có 15 độ à, cho nó rất là thoải thoải ở đó. Còn cái này thì nó dốc lớn 60, được không? Thì vậy là đó là hai máy mà chúng ta phải làm lại đúng không nào? Nó bỏ lại cái máy nó đi, cancel đó. Còn cái máy này thì cũng vậy thôi, cái này nó dốc nhiều thì sửa, còn hai độ dốc bên này nó bỏ thôi, thế nè, phải không? Như vậy thì cái yêu cầu của tôi là như vậy, làm lại hai cái máy này liền cho tôi với cái máy chỗ này, hai máy này với máy chỗ này làm liền. Giờ chúng ta mới nhìn lên đây thấy cái máy này, cái máy này lát đồng chỉ làm cho tôi nha, đây nè, cái máy này thì không có vấn đề gì hết á. Làm sao để làm lên cái máy này, nhìn nè, cái máy này đó, nhìn cái biên dạng của nó bỏ hết hai độ dốc hai bên, bỏ chỗ này luôn, nó chỉ trừ độ dốc của chỗ này và chỗ này thôi. Rồi hiểu nó lại vậy đi ha, nó chỉ trừ cái độ dốc ở chỗ này, nhưng mà chỗ này 30, chỗ này là nhiêu, cũng 30, nhưng mà nó này tôi thấy là thấy cái dốc nó lên cái máy này, vậy là độ dốc với chỗ này nó bỏ hết. Đó là một cái kiểu đặc biệt. Ở đây trước khi mà làm vô cái máy này thì tôi chỉ cho làm cái máy này. Vậy là cái máy này lát nữa làm nha. Hai cái máy này làm giống nhau. Cái máy này nè làm sao làm như cái máy đình, máy chùa này làm sao. Tôi làm đây, tôi làm của dự án. Tôi mới nói là bây giờ là tôi vẽ cho cái máy đó ở một cái, tôi vẽ là footprint. Tôi vẽ ra một cái máy ra đây và tôi finish. Thì lúc đó tôi lên có cái máy giống vậy. Giờ tôi nhìn ra mặt đứng của nó, tôi vẽ thêm một cái level nữa, cắt ngang qua đây, máy này đổi lại cho nó mỏng mỏng dễ chịu hơn. Đây tức là đang trong lòng thì trên cái máy này tôi bấm nó, tôi chọn cái máy đó, tôi chọn có một cái gọi là cut off level, tôi chọn chính là cái level tree mới làm xong, thì nó vạt ngang cái đầu cho nó vạt ngang cái đầu cho đó, thì tôi mới nhìn lên đây tôi vẽ cho nó một cái máy nữa, group footprint, tôi vẽ lên đây, kéo từ đây ra đây. Rồi tôi đổi cái máy đó thành cái máy loại gì đó không biết, để finish. Tôi đổi cái máy đó là 125 cho nó giống cái kia thôi. Rồi tôi mới nhìn lên cái máy này tôi thấy nè. À xin lỗi là nó phải nằm ở level 3 mới đúng, đúng không? Cái máy này nằm ở level 3 mới đúng, chứ nằm đâu. Chúng ta vẽ đó không đúng, nhìn bỏ này lại. Nhìn level 3 nè. Vẽ cho nó một cái máy bằng con đường footprint, vẽ bằng cái hình chữ nhật vậy đó, bỏ đồ dốc hai bên, chúng ta có cái máy kiểu này, máy này là 125 bằng cái kia. Sau khi nó làm được cái này rồi á thì mới dùng cái công cụ nó, để cái này tôi bấm lên đây là tôi chọn một cái thôi, hoặc là tôi chọn bấm lên đây là tôi có một cái công cụ trên modify tên là join, chỉ chúng ta cộng lại thì nó biến cái đó thành là một đối tượng. Khoan, nó hiểu mất cái đường giao tuyến ở chỗ đó. Thì cái chuyện mà dựng hai cái tường phóng lên đây là chuyện bình thường, đúng không? Còn nếu mà tôi không muốn đó, tôi enjoy nó thì nó trở lại bình thường. Như lúc đó tôi đổi cái này thành cái tường gì biết không, tôi đổi này thành kiếm đi đã, đổi cái tường này nè thành ra cái dạng là block gazing, rồi tôi dời nó lên xuống gì đó. Trên cái chỗ này nè, slot gazing đó, tôi mới dùng cái công cụ là cơ tâm đích đẩy nó. Rồi, nó ra tới đó là chuyện Boolean là chuyện bình thường.
Như vậy thì tôi có được cái máy này. Cái máy này chính là cái công cụ ở đây. Vậy thì dựng lại hai cái máy này cho tôi, cái máy này và máy này. Ba cái máy chỗ này. Đó, những cái khái niệm cơ bản, những cái công cụ để mà chúng ta làm lên tới trên mà học việc tích mà structure MVP á, là những chuyện này là không có gì phải nói nữa hết. Bây giờ ví dụ nhìn vô đây nhìn nè. Cái máy này làm sao xong mới nói cái máy này. Cái máy này làm sao bấm lên nó là edit footprint. Vậy thì á, nó cắt cái này làm 3 đoạn, nó split bằng 3 đoạn. Đúng không? Nhưng mà lưu ý một điều là cái đoạn giữa nè. Bỏ đồ dốc hai bên rồi, cái đoạn giữa này nè. Là chúng ta thấy nè. Lát offset from bay nó nâng lên. Nếu không có cái đoạn nâng này thì chúng ta sẽ nhìn ra cái máy nó rất là kỳ cục. Nó thẳng luôn, chỗ này nó dẫn lên thẳng luôn chứ nó không nâng chỗ này. Cái đầu này trong mấy cái kiểu mà nhà kiểu Pháp á, nhà biệt thự kiểu Pháp hay làm. Ví dụ như vậy thì mới làm đây nè. Còn cái chỗ này á, thì ta nhìn ở đây nè. Edit footprint thì chúng ta cũng thấy nhìn nó ngắt làm hai đoạn. Tại sao này để đi xuống, cái này nó có một cái đoạn là nó âm xuống thì nó mới chịu đi xuống chỗ này. Còn nếu không có cái đoạn đó là nó cứ đi thẳng bình thường. Bây giờ làm lại hai cái máy này, đúng không? Cái máy này thì rất là bình thường rồi. Máy này lấy theo từ nó tự động nó phóng lên thôi. Được chưa? Như vậy đi, làm lại hai cái máy này cho tôi làm sao mà ra giống vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy nhìn những cái máy ở chỗ này thì quá là đơn giản, không có gì hết. Cái máy này thì do vẽ cái tường mà nó lên thôi. Rồi, xong ở chỗ đó. Cái máy chỗ này nè, cái này là cái máy mà cắt những cái lỗ trên từ trên xuyên máy này, gọi là chuyện mình biết rồi. Ở đây ví dụ chỗ này nó có cái khung là bướm tôi có nói đó, bây giờ tôi vẽ này tôi làm cái sweep, ví dụ như tôi cắt lên đây được không, cắt thẳng lên đây được không, ví dụ như vậy. Tôi có một cái home ở trên có là vertical, xin lỗi biface, chỉ lên cái này, chỉ lên ngay cái này, và tôi cắt cho nó một cái lỗ ra đây, đâu sao đâu đúng không. Tôi lấy cái lỗ này nó ra đây. Lúc đó chúng ta mới nói là bây giờ là tôi làm một cái gọi là component hay là mass, gọi là component model in place, là tạo ra mấy cái mô hình tại chỗ đó. Nó hỏi cái đó là cái gì, nó cái đó là cái là tôi không biết đó là cái gì á, tôi gọi là generic model chẳng hạn, hay là khung cái gì đó, hay là máy muốn gì đó, là cái loại đó để mai mốt chi nó sẽ bốc khối lượng ra đây. Ví dụ tôi nói vậy thì tôi dùng script, thấy công cụ này biết rồi, nó nói là đường dẫn đâu, nói có thể vẽ đường path được nha, pick path nó lấy theo đường này. Được không? Lấy theo đường đó xong finish. Xong nó hỏi chứ giờ ở đây nè, anh có một cái là select profile, lấy profile từ ngoài vô hay load vô cũng được, nó rồi edit vẽ tại chỗ luôn. Trên cái mặt phẳng này nè. Chỗ này nó nghe nó tối quá không thấy. Chúng ta nó hidden line, nó là ngay chỗ này nè. Tôi vẽ một cái hình bất kỳ. Nó là đi ra đây đi. Biết đi vô thẳng ở đây. Tất nhiên là tôi có thể quay nó về mặt bằng để tôi vẽ. 360 nhiều đơn biết. Rồi vẽ đại đây đi. Lấy đại ở đây thì chúng ta thấy là tôi cố tình để vậy, chứ thật ra cái này là tôi phải quay cái này về mặt bằng để tôi quay này luôn đi cho nó chắc. Bây giờ ví dụ tôi nói là bây giờ nè, tôi set một plan, xin lỗi nha, muốn làm vậy tôi quay cái này về đây, cái mặt phẳng làm việc đây đúng không, tôi set một plan, một plan quay về đâu, nó là profile plan, biên dạng mặt phẳng của biên dạng, rồi nó nói ngay chỗ đó đó. Thì bây giờ tôi nói là tôi bấm muốn quay nó về mặt bằng thì bấm F8 trên cái chỗ này, ta mới bấm nó hơi phức tạp chút, bấm đó nói là orient to plan, đấy, mặt nào nó vô profile plan, nó quay về đúng cái mặt phẳng thôi. Nhưng chúng ta thấy cái chỗ đó nó nằm chỗ nào rồi, trên cái mặt phẳng đó đâu, đây nè, đây nè, cái mặt phẳng của nó màn hình đó, nó nằm đây rồi nè. Lúc đó chúng ta vẽ trên này, vẽ một cái biên dạng nào đó để chúng ta đi thôi, bây giờ khoan cái đó đã, lát tôi khi mà nó vô cái phần family thì tôi chỉ này nó hay hơn. Thì tôi nói cái này, cái máy này, ví dụ trên cái máy này á, tại vì phần family của chúng ta nó có nhiều thứ lắm, thì nó mấy chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Script, chúng ta lấy cái máy này nè, edit footprint, nó chẳng có gì đây hết, bộ dốc nó bỏ hết tất cả chỗ này. Nhưng mà tại sao nó vẫn dốc lên đây được, hay là ví dụ cái giống là làm cái sàn mà có cái đồ dốc xuống á, đúng không, xuống mấy cái lỗ chỗ cái phễu thu sàn á, thì ở đây nó có một cái mũi tên, đó là mũi tên xác định độ dốc, thì mũi tên này chiều dài là xác định được, và thông số của đầu và đuôi của nó trên nhau bao nhiêu thì chúng ta xác định được, lên cho nên cái gốc chỗ này là cái tan alpha cho nó là bao nhiêu là quan xác định được. Cho nên là tôi làm cái này, tôi ra tôi tạo một cái dự án mới, vẽ một cái tường ra đây, giả sử là vậy. Sau tôi lên tầng 2 tôi vẽ cho nó một cái máy,
Group, Footprint, Big Wall đẩy nó ra ví dụ 500 chẳng hạn. Đấy, đây. Nhưng mà nếu như vậy thì nó sẽ lên cái máy dốc. Từ đây khỏi, bấm này bỏ luôn. Tôi giữ control tôi chọn hơn, cái này tôi bỏ. Rồi, finish. Không. Nó ra cái này tôi dùng, tôi vẽ một mũi tên xác định độ dốc, mà cái mũi tên nó buộc là nó phải nằm lên đây. Lúc mà vẽ thì buộc nó phải nằm lên đây. Nằm lên ở chỗ này và nó dốc ở hướng nào đó là do chúng ta. Chiều dài này là xác định được. Thông số chỗ này chỉnh được, vậy thì nó dốc lên đó. Cái máy nó dốc lên đó. Rồi chuyện còn lại là chúng ta lựa hết nó và touch lên đây thôi. Rất là bình thường, đúng không? Thì cái máy đó là như vậy. Bây giờ ví dụ tôi có cái máy kiểu này. Mấy cái máy này thì đơn giản rồi, đây nè, nhìn đây nè. Đây là hai cái cuối cùng nha. Cái máy này thì chuyện quá đơn giản rồi, làm được đúng không? Nhưng mà cái máy này thì làm sao? Nhìn nè. Đầu tiên là bấm vào đây, nó có cái extrusion, edit profile, nó có biên dạng này phóng vào đây. Nhưng mà chúng ta phóng vào đây, chúng ta nhìn thấy ở chỗ này nè, nó cắt cái đầu đây nè. Nó cắt cái này xuống đây là do chúng ta chọn thôi. Chọn ở chỗ này nó có một cái nè, đó. Lấy lâm cắt. Thì nó ra cái đó thôi. Vậy đi, cái máy này á, là giờ tôi giấu nó đi. Vậy thì cái này làm sao? Cái này chính là một cái gloss gazing. Chúng ta vẽ một cái biên dạng, chúng ta extrude nó qua. Chứ nữa, extrude nó qua xong rồi chúng ta mới dùng cho nó ở trên này, là chúng ta vẽ cho nó những cái colorist á. Chia cái này đi là gán boolean vô thì nó ra cái này. Thế, đúng không? Như vậy thì nó làm lại cho tôi hai cái máy này, cái máy hai cái máy này nè. Ngay sau đây. Bây giờ tôi mở cái mô hình này. Nó có mô hình này, chúng ta mới nhìn ở bên này nó có một cái tên là size. Bởi vì trong cái phần masking and size chúng ta mới nói cái phần masking thôi. Còn cái phần size bên này chúng ta nói một chút nữa. Đúng không? Để vẽ cái mặt bằng tổng thể đó, thì vẽ địa hình. Thực ra thì nếu mà ở đây anh nào mà làm quy hoạch hay là gì đó vân vân thì chúng ta mới nhìn thấy chỗ này nè. Nó có một cái, nó có một cái phần mềm AutoDesk mà rất là tốt ở chỗ này. Thực ra một cái tiến trình mà để làm một cái thành phố số chúng ta nhìn thấy đây nè. Rồi Digital City chúng ta cũng nhìn thấy đây. Tôi có một cái phần mềm. Đó, cái này phục vụ rất là tốt cho quy hoạch. Chúng ta có cái phần mềm tên là Civil 3D là một chuyện ha. Chúng ta có Map 3D. Và chúng ta có một cái mới nữa, đây tôi có. Tức là Infrastructure Modeler. Là chuyên dùng để làm hạ tầng, rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Sau khi nó vô nó dùng để dựng đó, ví dụ chúng ta có một cái bản vẽ từ nó có một cái hình không ảnh chụp của cái khu quy hoạch đó, chúng ta có thể dùng Map 3D và chúng ta đưa những cái hệ thống Map 3D. Nó có những cái đó nhưng ở Việt Nam rất là ít xài. Chúng ta nhìn thấy nè. Map 3D. Đưa cái bản đồ đó lên, chúng ta phân tích rồi đó, rồi thoát nước mưa đổ đâu, rồi các cái công trình ngầm ở đâu vân vân, rồi hệ thống quy hoạch đó gọi là Map 3D, rồi nó đưa kể cả GIS vào đó, các cái code của các cái công trình ngầm, code cao độ của cái công trình ngầm là có hết á. Nè, Storm Analysis nó phân tích thoát nước mưa ở trên cái này. Nhưng mà sau khi mà làm cái đoạn đó xong rồi, người ta mới nghĩ tới cái chuyện là lúc đó phải dùng cái này, là cái phần mềm đi tiếp theo của nó, tức là Civil 3D. Tại sao tôi nói cái phần sai đó? Civil 3D nó làm chuyện gì? Việt Nam mình mà đi vẽ, mà vẽ hạ tầng ấy, là phải ta thấy là đây nó thiết kế các hệ thống đường giao thông. Ví dụ ngay làm cầu vượt rồi chẳng hạn vân vân. Kể cả việc khảo sát. Nên là survey. Nó có cái số liệu để xử lý. Ví dụ tôi có một cái khu phố, khu quy hoạch sẵn này, tôi quét cái không gian 3D này lên và nó cho cái chương trình nó chạy, thì trong vòng một thời gian nó sẽ dựng lên cái mô hình 3D này mà chúng ta không cần phải, không có đụng tay đụng chân vào đây, nó tự động nó sẽ dựng lên mô hình đó. Nó phục vụ cho cái chuyện, ví dụ nó quét này là ngoại thất nè, nó quét ở trong công nội thất, nó quét trong không gian đó. Bây giờ máy nó cũng rẻ, nó quét lên cái đám mây dạng điểm. Chúng ta thấy ngay cái trong Revit cũng vậy, nó có cái bond cloud nè, lúc mà insert nó có một cái tên là bond cloud, đâu rồi? Trong đây nè, nó có một cái là insert profile, nó có cái bond cloud đâu đây. Hay là trong management thì nó có cái bond cloud.
không, tôi không nhớ nó nằm ở chỗ nào. Thì lúc đó nó quét vô chỗ này nè, cái mô hình này là chúng ta không dựng lại mà tự động máy nó sẽ chạy lên mô hình 3D này của chúng ta. Thì cái đó nó nằm trong civil 3D chúng ta thấy. Nhưng mà cái Infrastructure Modeler là một cái phần mềm mới, rất mới của Autodesk, mà ở Việt Nam mình là hoàn toàn là chưa nói năng gì hết. Nó gọi là Infrastructure Modeler, nhìn nè, nó làm cái gì. Những cái chương trình này đều có, nằm ở Reaction đều có hết á. Nhưng mà nói ra thì không mấy ai hiểu, cho nên là về hạ tầng và quy hoạch người ta là cứ lấy AutoCAD làm. Tôi lấy đường mở này cho coi nha. Nó có, dù anh nào vô vô YouTube á, vô cái Infrastructure Modeler coi. Lấy cái đó này nè. Nó mở này, nó load này lâu quá. Đây nè. Đúng rồi. Này, chúng ta nhìn thấy nó dựng những cái giống như này cực kỳ nhanh. Những công cụ mới về mặt kỹ thuật, nó dựng cái này lên. Xong nó dùng, nó dùng cái 3D Smart Design nó render. Thực ra cái chuyện mà render như vậy á, thì chúng ta không cần phải dùng 3D Smart Design. Mà kể, còn nếu mà chúng ta làm một cái khu quy hoạch lớn á, chúng ta dùng cái City Engine này, chúng ta biết City Engine là đúng không? Có coi qua City Engine bao giờ chưa? Chưa hả? Hay là cái Dry Engine nó làm như này? Bây giờ chúng ta thấy Main Modeler nó là, xin lỗi, cái này á, là cái công cụ tên là Infrastructure Modeler. Chúng ta nhìn đây nè, nó là những cái công cụ rất là, nó dựng cái này lên là nhà, chuyện nhỏ. Những cái thành phố số lên rất là lẻ. Đây nè, nhìn các hệ thống quy hoạch, các hệ thống đường giao thông vân 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 vân. Nè, đây cái mô hình này là cái công trình của mình dựng nè, đây là cái khu những cái công trình mình đang làm trên đó, đúng không? Các cái công trình ngầm ở dưới nó có đầy đủ. Nó kể cả là nó mô phỏng cái tiến độ thi công này, nó đẩy cái này banana network nó làm. Chúng ta thấy nó có những cái phần mềm rất là mạnh mẽ như vậy, nhưng thực ra này Việt Nam mình không ai mấy ai làm hết. Còn nếu mà nhìn á, ví dụ chúng ta nói là City Engine, nhìn cái này nè. Đây nè, đây nè. Chúng ta nhìn thấy một cái đoạn phim. Tôi làm thử, tôi có thể tạo ra một cái thành phố ảo. Ví dụ như đây nè, trailer, nhìn đây nè, nó lấy một cái khu quy hoạch này cũng được đó. Nhưng mà đây thì để lấy cái này cho nó lẹ. Nó có. Chúng ta nhìn thấy là nó lấy cái hình của cái khu quy hoạch đó, xong nó dựng lên cái thành phố số đó, trong vòng khoảng chừng 15 phút nó có thể dựng lên toàn bộ cái thành phố số. Rồi xong chúng ta mới đưa cái mô hình của Revit qua đó, chúng ta thấy nó làm thế này. Đó, nhìn đi. Nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta dựng cái này nó hơi mờ, nhưng mà rõ ràng là nếu mà chúng ta dựng cái này á, mạng nó chậm quá. Đó, chúng ta nhìn thấy nè, nó dựng cái này với các hệ thống đường giao thông khác nhau. Mình muốn vẽ gì trên này mình vẽ. Ví dụ nhìn những cái mặt dựng chỗ này nè. Mình ngồi mà làm cái này thì rất là đuối, đúng không? Nó có cả một cái khu phố đó, thì làm sao mà làm? Nó chỉ có nước và dùng City Engine nó làm. Tôi có cài City Engine đây nè. Tôi có thể làm cho nó lên một trong vòng khoảng 15 phút, 5-10 phút gì đó nó sẽ lên một cái đây nè. Lên một cái thành phố. Tôi tự động nó generate cái thành phố đó, xong rồi tôi đưa cái mô hình Revit qua, tôi thấy cái đó và tôi render nó bằng CryEngine hay gì đó. Cái này là cái City Engine và CryEngine nó sẽ làm. Chúng ta có nhiều công cụ rất là mạnh đó, anh nào mà làm quy hoạch thì thấy City Engine và CryEngine nó làm cái này. Ví dụ nó làm cái này, nó demo nè. Đó. Tôi không lưu cái này nữa. Trên cái phần này chúng ta nhìn thấy này nè. Trên chúng ta có một cái tên là size, chúng ta bấm lên cái size đó. Cái size đó là để cái mặt bằng tổng thể đó. Chúng ta mới chọn cái size đây nè. Nó có một cái tên là Topo Survey, tức là Topo Survey là dành để vẽ những cái đường đồng mức của cái địa hình đó.
Nhưng mà thật sự mà nói thì chúng ta vẽ cái này đó, nếu mà muốn làm đó là chúng ta nên vẽ bằng cái infrastructure modeler này. Chương trình đó có đào tạo rất sâu nhưng mà không có mấy người hỏi gì chuyện đó. Mấy anh mà quy hoạch cũng vẽ két thôi. Chúng ta nói là playpoint thì chúng ta mới nhìn thấy là, ví dụ giả sử tôi nói là bây giờ anh này nè, tôi nói -500, tôi cho nó đứng trên một cái khu đất nào đó đi, -500, cái cao độ tuyệt đối của nó tôi bấm cái này, nó vẽ những cái đường động mức. Xong tôi nói là -1.5m, -2.5m, tôi là chấm bon kiểu vậy. Thì trong Revit nó vẽ những cái đường động mức đó chỉ mang cái tính là nó mang cái ý nghĩa là nó vẽ gần đúng thôi chứ không chính xác. Chúng ta thấy playpoint như vậy. Còn nếu mà muốn á, là chúng ta phải đẩy cho nó một cái bonfire. Cái bonfire đó là cái đuôi này nè, cái anh nào mà anh trắc đạt á, anh đưa cái file đó vô nó sẽ có cái tọa độ x, y, z, nó tự động nó vẽ mô hình 3D nguyên cái địa hình đó. Còn ví dụ như symbol 3D chẳng hạn, ví dụ như chúng ta thấy cái cầu vượt rồi nó đắp đào đắp gì đó vân vân, thì nó tính sao là với cái trong cơ đất nó tính là ứng sức do đó là sao để cho nó không bị trượt cái đất nó xuống, ví dụ vậy. Các hệ thống đó nó có nguyên một cái bộ để làm hạ tầng rất là tốt. Chúng ta thấy chúng ta không có bonfire đây, cho nên là chúng ta không có cái file đó, cho nên là chúng ta phải tự đi chấm điểm lấy. Tôi nói ở đây này, âm xuống 4.5m, tôi chấm bon. Thì lúc đó tôi nhìn ra đây nè, tôi finish nó. Tôi có quyền import một cái đối tượng là tôi vẽ từ những phần mềm khác, tôi import vô, tôi import instant này, chúng ta nhìn thấy đây nè. Chúng ta nhìn để import vô như đây, chúng ta không có đối tượng nào để import hết, nó không có đối tượng nào hết. Còn khi mà chúng ta làm như vậy, đối tượng nó quá phức tạp thì chúng ta phải dùng cái gọi là simplify surface. Tức là những cái mặt mà nó quá là phức tạp thì lúc đó nó giảm bớt cái bề mặt này xuống. Thì cái chuyện đó chúng ta finish ở đây. Thông số của cái khu đất này chúng ta nhìn ở đây thấy diện tích bề mặt của đó, diện tích trên mặt bằng của nó là đây. Thì chúng ta lấy ở đây nè, nếu cần thì chúng ta edit lại cái mặt đó. Chúng ta mới nói không, bây giờ tôi vẽ thêm một cụm nữa, topo survey, tôi chấm cho nó thêm một cụm nữa, chấm ở đây. Xong rồi tôi lại tiếp tục, tôi chấm này, tôi nói lại này 2m up, 1.5m, tôi chấm ở đây. Thì tôi hai cái khu đất này nè, tôi cộng nó lại, nó có một cái gọi là merge surface. Tôi bấm vào đây nè và tôi cộng nó lại thì nó biến thành một khu đất một. Cái kiểu để cho chúng ta dễ địa hình, nhưng mà thật sự mà nói nó có công cụ để cho anh dễ gần đúng, nhưng nếu nào làm hạ tầng thì phải đi dùng những cái phần mềm kia. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta edit surface thì chúng ta có thể chỉnh các cái đỉnh này lại, kéo qua lại, chỉnh cao độ lên xuống, thì đó là do chúng ta đó, chúng ta làm ở đó. Sau đó chúng ta mới có một cái gọi là bên này là side component, tức là các cái đối tượng mà chúng ta bố trí trên cái mặt bằng này. Chúng ta thấy cây cối nè, cái gì đó chúng ta trồng nó đi, trồng cây trồng gì lên đó. Cái anh nào mà anh làm vẽ cảnh quan rồi đó, nhưng thật ra mà vẽ cảnh quan thì mình ở đây mình có một cái bộ là khoảng chừng 4-5 phần mềm để làm cái vụ là thiết kế cảnh quan chuyên để thiết kế cảnh quan. Cây cối là phải đúng cái, nó mới vô đúng loại cây mà người ta cần ở khu đó vậy. Nó có những cái không đó. Chúng ta thấy ở đây là dù ra ngoài load cho nó một cái thư mục, trong cái thư mục có tên là size. Thì chúng ta thấy nè, những thứ đồ đây, xe trộn bê tông cũng có nhiều lắm, nói chung là nhiều thứ. Phải là ở ngoài công viên nó có gì không, ở công viên parking là chỗ đậu xe, chúng ta có utility nó có nè, nó nhiều lắm, kể cả này đó. Chúng ta thấy mấy chỗ mà tùy thôi, nó nhiều lắm, lên mạng lấy. Như vậy thì chúng ta bố trí được cái gọi là site component, bố trí vào đó. Còn parking component đó là chúng ta thấy đây nè, đó mấy chỗ mà để đậu xe, chung là dùng để vẽ làm quy hoạch rồi đó. Nhưng mà thấy lên đó nhìn ra 3D đây nó gì là parking của nó. Còn đây nó có một cái gọi là building pad, tức là cái chỗ mà mình sang nền á, sang nền. Còn nếu mà mình cho nó, mình vẽ bất kỳ mà mình cho nó âm xuống, nó thành cái lỗ đó, là cái nó thành một cái hồ cái gì đó, bấm building pad và ta mới đi vẽ nó là boundary. Ví dụ tôi vẽ vô đây, tôi nói là đó, bây giờ tôi boundary là cái này, thì chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy nó nằm ở đây nè, nó là cái khu, nó là cái này, nó đây nè, hiểu không? Nhưng mà nếu chúng ta cho nó âm xuống dưới thì nó sẽ thành ra cái hồ bơi hay là cái hố đào mà đó. Thấy không, thấy chỗ này không ha, nó thành đó cái hố này.
thì chúng ta mới thấy đây nè. Vậy thì mấy chỗ này là làm được rồi đúng không? Cái này á, là split surface là dày, ngăn cái khu này ra, bấm lên nó một cái, nó nói xin lỗi tôi xuống mặt bằng của size đã. Nhìn xuống mặt bằng size nó mới hỏi, chúng tôi nó lại hỏi tôi. Tôi bấm lên nó, tôi split surface, tôi chỉ vô đây nè, bây giờ tôi vẽ cho nó một cái đường. Cái đường đó bắt buộc phải nằm lên đường biên của cái này. Thì nó mới ngăn cái khu đất đó, giả sử vậy. Tôi đây bây giờ cái khu đất quy hoạch này của tôi, cái khu này diện tích là bao nhiêu, tôi vẽ ra đúng cái đường đó. Tôi tính được cái diện tích cái khu đất này. Còn nếu không có thì chúng ta mệt nó lại thôi. Vậy thì split surface lại vậy mà mệt là ngược lại của nó. Còn sub region ở trên này có một cái khu quy hoạch nữa, cái khu nữa mà chúng ta nói à chỗ này á, là ngay đây nè, nó có một cái nhà của ai đó ở, hay là đó là cái sân banh hay là cái gì đó vân vân. Thì chúng ta thấy ở đây cái khu đó diện tích là bao nhiêu, anh nào cũng dễ quy hoạch anh thích. Vậy là nguyên trọng này là hiểu đúng không? Cái property line chính là đường ranh của cái khu đất đó. Bấm lên nó hỏi là sao anh nhập tọa độ, hay là nói để tôi tự vẽ lấy. Chấm mấy cái móc nó tôi vẽ, tôi nói là cái khu đất nhà tôi, cái đường ranh nó là cái này nè. Đường ranh của cái khu đất là đây nè. Chúng ta thấy nó vẽ cái đường ranh của khu đất đó. Crack region thì bỏ cho đó. Crack region là để tính khối lượng san lấp. Nhưng mà lúc đó nó phải liên quan tới một cái phần tên là phase. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Bây giờ chúng ta lấy bên massing size này, chúng ta có cái label contour kéo đây nè. Thì chúng ta thấy là ở những cái cao độ của nó đánh vô, đánh số đây. Cái kéo cắt ngang là nó đánh nè. Thì tự động nó đánh số đây. Hiểu không?